Đừng ăn cắm qua, đừng ăn các bạn. Trời đất ơi. Em ơi, để là đám mừng tình của bà nội Trường An. Ngày tối nay giờ là giấc tối. Buổi tối. Buổi tối cắm hoa. Giờ là buổi tối Trường An cắm hoa với cái bên này cắm cho ông đĩa. Bên này cắm cho ông đĩa hả? Dạ, ông đĩa nè. Còn cái bên lọ qua bự này. Này hả? Còn mà lọ bên kia? Lọ này hả? Lọ này là có trên bàn thờ giữa có ông cụ và cậu. Vậy hả? Còn lọ nhỏ nữa. Lọ này là của bàn thờ ông Thiên. Hả? Ở ngoài sân. Còn cái của ông Phật. Còn lọ của ông Phật nữa. Ông Phật ở đâu? Lọ của Phật, bằng Phật á. Bằng Phật con đâu có bằng Phật. Đâu có bằng Phật của thầy chùa Tụng á. Cái này có bằng Phật không? Có chứ. Có. Vậy thì con cắm thêm bằng Phật. Ừ, có bằng Phật nữa. Quên quá, lâu quá, quên. Có bằng Phật nữa chị. Thường Phật thì chắc thích hoa mẫu đơn nên để ngồi nữa con cắm cành này vô cái cắm mẫu đơn. Ừ, cắm mẫu đơn vô. Đó, rồi mẫu đơn đẹp quá đấy. Bị lá nó bự hả chị? Cái hoa của Thường An cắm này các bạn nhìn nha, đẹp dữ lắm, đẹp luôn. Hoa này là hoa ở vườn hái nè, không có mua. Cái còn hoa cúc với hoa cẩm chướng này thì mua. Cắm có từng luôn ha. Cắm được hai lọ rồi nè các bạn. Vừa làm gì cho đâu? Sôi hả chị đâu? Hồi chị sôi phải không? Hồi chị sôi em học đi. Chị Năm nào vừa nè các bạn. Nghe chị Năm bữa mình đi đám hỏi chung chị Năm là ngày bữa chị Năm làm chú chiên nữa. Chị Năm làm đồ ăn ngon dữ lắm. Chừng gọi cho chị Năm. Còn cái nữa. Đây mình nạo tay gì không ha, có chỗ người ta sai bằng máy chị Năm. Tại mình đến. Nạo có hai cái nè. Trời ơi, mấy ký là chị Năm? Như sôi 3 ký thì nhớ. Dạ. Nó sôi hết rồi này nè. Ôi, Trường An cắm qua xong rồi nè các bạn ơi. Đẹp dữ lắm, đẹp. Tận dụng cây nhà lá vườn. Trường An có bí quyết gì mà cắm đẹp dữ đâu, nói cho mấy bạn biết rồi. Còn có bí quyết gì đâu. Cắm đẹp theo quá à. Tưởng tượng. Đẹp quá à. Rồi giờ là tới chân tới cây phải không? Ngang chân đi. Lấy cái cây ra chân, chắc chân cũng đẹp dữ lắm à. Chị Năm nào nè nè nào, nào vừa nãy giờ chưa rồi nữa các bạn. Nói nào vừa nói cũng không được nữa nè. Thằng An hái lá nên lăn hả thằng An? Hái mình chân mình hái lá già chân đẹp hay là lá non chân đẹp các bạn? Lá già đi thằng An ơi. Giờ mình đi ban đêm nha các bạn. Nên hơi đêm. Tối. Tại ban ngày nãy giờ mắt mình đi mua trái cây mới gì tối. Thì giờ chân luôn. Đây cái này con thấy cái lá này rồi, đẹp nè. Lá đó đẹp. Vẽ nha. Rồi. Để nhiều lá nè. Chân 4 dĩa lận. Để thêm đi. Đó. Lá già già cũng được ăn đi. Lá non thì mình để ăn. Cái này ta nói ăn cũng 5 phút lắm nè. Ăn mất ngủ á. Mình thấy được như đây đinh lăng nè các bạn. Giờ mình chân 4 5 dĩa có bằng Phật nữa, 5 dĩa quên. Có bằng Phật nữa nha, nhớ bằng Phật. Quên, nãy đi nha. Ngang chân tới cây nè. Cây quýt. Này cây quýt gì nha? Quýt, đâu phải quýt đường phải không? Cái này giống cái quýt hồng mà nó nhỏ vậy. Quýt hồng á. Rồi nhãn. Bưởi da xanh. Bưởi da xanh nè các bạn. Bưởi da xanh. 4 cái bưởi da xanh. Rồi thanh long. Thanh long này ngộ lắm. Thanh long cái trái nó cuốn cái râu nó nè. Thanh long râu nó cuốn tròn lại vậy. Đẹp quá. Cái râu nó cuốn tròn lại luôn á.
ăn bẻ lên chân đi nha. Cái bưởi để ăn giữa nha anh. Chân rồi một cái tế cây rồi nè các bạn, đẹp dữ lắm, đẹp. Để mình cho các bạn xem nha. Nè, ôi ôi đẹp, đẹp đẹp luôn nè nha. Nha, hồi cho bắt chân dĩa nha nha. Dạ. Người ta chân người ta có keo nó dính chắc lắm, mà mình không có keo nên là chân tạm vậy thôi là được. Vậy đẹp rồi. Đẹp quá thì đẹp rồi. Đang giờ tới bắt bãi chân nha. Rồi để bắt làm thiên dĩa rồi. Rồi giờ tới bành chân nè các bạn. Để mình chân thì nó có được đẹp bằng của Tiền An chân không nha. Giờ mình cắt lá đinh lăng ra. Mình chân nó thì mình phải có lá đinh lăng gì nó mới đẹp. Phải sớm này mình hái thêm ít tới hạnh đó mình chân cho đẹp nha. Dạ. Mà lúc nãy đi về tối quá thì không hái được. Nó đẹp á. Dạ. Chân nó cũng vô hai cái chân cái tay đó. Giờ mình để cái lá đinh lăng này nè các bạn. Mình để lá đinh lăng này thì mình để cái đuôi nó ra ngoài. Mình để cái đầu này vô tông. Mình chân cho nó đẹp cái bên ngoài này, nó ghìa ghìa bên đây nè. Là nó đẹp, cái cọng mình để dây vô nha các bạn. Mình để dây vô như thế này. Nếu mà mình để nhiều lớp thì nó đẹp. Còn mình ít lá đinh lăng thì mình để ít lớp. Nhiều lá đinh lăng thì mình để nhiều lớp nó đẹp, mà cái trái cây mình nó im, nó không có bị rớt ra ngoài nữa. Nó không có bị lăng, nó không có bị xây đi nữa. Cho nên mình để đâu thì nó dính đó. Còn nếu mà mình không có để cái này thì mình để trên trái cây nó bị xây đi, nó không có đẹp. Giờ mình chân cái trái bưởi để trong giữa. Cái bưởi này mình để trong giữa. Rồi trái quýt. Này cho nó rời ra. Rồi mình để vô đây. Ủa, đâu có thấy hạnh này đấy. Đâu mình đâu có thấy hạnh, tự nhiên mình có rồi ta. Chắc là chiều rồi. Có thấy rồi ta. Tái tứ quý á. Ai mà cho mình mà giống mặt vậy không biết nữa. Mình ạ. Vậy hả? Mình cho là, hả? Mình là tiếp lao nè. Mình cho, mình giấu mặt nó nghe. Mình nghe bất ngờ vậy á. Làm thấy mừng quá à. Để mình cắt cái, giờ mình cắt cái mấy cái nhãn này nè các bạn. Mình cắt ra. Mình cắt ra hình mình tái cái mình làm cho cái dĩa này cho nó đẹp. Cái này mình có cái quýt này nó có ít, cho nên mình để đây thì chỉ có 3 tái thôi. Bây giờ mình để thêm vô đây là vòng vòng đây là cái hạnh đi. Cho nên đây là cái hạnh. Cái tiếp đó mình để đây là cái nhãn. Vòng đây là cái nhãn nha các bạn. Vòng vòng đây là cái nhãn. Cái thanh long này thì chắc hồi mình để trên cái dĩa kia nha. Dạ. Mình với Tiền An chân trái cây không rồi nè các bạn. Cái dĩa này là cái dĩa của mình nè. Không có đẹp không? Mình chân đại chứ không có ý nghĩa gì hết trơn á. Cái này của Tiền An nè.
Rồi, này cũng có người ăn luôn, mình chỉ làm có dĩa đó thôi nha các bạn. Này của con có ý nghĩa đó nha. Ý nghĩa gì nói đi. Này cháu con xung vầy nè. Còn cái này của bác thôi biết nhau. Nó cao như cái núi vậy. Từ từ nhô cũng cao lên nhỉ. Rồi mình tưởng thân. Bên này là bên này là như núi Thái Sơn. Này công cha, này nghĩa mẹ. Bông hoa rồi cái cây đều xong hết trơn rồi nè các bạn. Rồi từng ăn qua bưng lên dĩa coi từng ăn. Bưng lên dĩa coi đẹp dữ không? Bưng nhẹ nhẹ đó nghe nha. Đây. Ồ đẹp quá đấy. Thiệt đẹp luôn á nghe các bạn. Chị nấu. Sữa nè. Sữa đâu nành hết chị đâu? Giờ chị đẩy hả? Chị chút nữa mình nấu luôn hả? Vậy là chút nữa mình có sữa uống rồi hả chị đâu? Rồi hôm nay em cũng đang thèm sữa đậu nành, giờ lại thấy sữa đậu nành uống chắc ngon lắm ạ. Sữa đậu nành mà mùa khô này không có lấy dứa. Không mà không có lấy dứa. Trời ơi, uống không phải có lấy dứa ngon ha. Thì em biết sao? Sao cô Năm? Làm gì chị Năm? Nấu cô Năm. Ủa, hỏi em thấy mà chị Năm lấy dứa quá trời mà chị Năm. Khô chết hết rồi. Đang chết rồi. Uống hả? Ừ. Ừ ha. Nắng quá. Ừ. Mặn nữa. Ừ. Có lá dứa vô có hình sai có màu xanh không? Bông nhìn đơn giản với chân lên sao đẹp cái vậy. Với chị Hồng đem lên nhà tên để mà chân. Nãy giờ thì mình làm ở nhà dưới đó các bạn. Rồi mình chân mình đem lên nhà tên mình chân. Đây bình hoa trong đĩa con. Đem hai cây chưa? Đem hai bình luôn hả? Cái này cho bà nội, ngày mai 49 ngày của bà nội. Còn cái này là trong đĩa này dễ thương. Đám lúc gầy á các bạn ơi, đám mình không có mời người ta đông. Bị nhiễm Covid-19 á cho nên mình không có làm đông, làm ít người chứ không có đông nha các bạn. Đây là đậu xanh nè các bạn. Đậu xanh á thì mình để sôi. Còn bên đây là nếp. Nếp mình sôi chung với đậu xanh mới nó mới ngon. Rồi cái nước cốt dừa nữa. Nước cốt dừa này hồi nãy chị Năm chỉ dắt mới vừa xong á các bạn. Cái nước cốt thì chị Năm để riêng. Còn nước dảo thì chị Năm để riêng. Để hồi nó mình làm cho nó ngon. Xôi có đậu xanh thì ăn nó béo mà nó ngon nữa. Xôi này có bắp nữa nè các bạn. Từng ăn nó làm có bắp nữa. Xôi bắp. Xôi bắp đậu xanh, nước cốt dừa. Nước cốt dừa thiệt béo nha. Xôi bắp đậu xanh nước cốt dừa. Chị Năm chỉ chọn tổng nếp với gì chị Năm? Với đậu xanh và bắp tổng luôn không chị Năm? Bắp sát rồi tổng luôn, bắp này mình chưa sát mà. Giờ mình phải sát vô chứ. Giờ chị... cái mình là chỗ rộng mình cũng làm chưa được. Thì chị Năm tổng đậu xanh với nếp trước. Chị Năm tổng đậu xanh với nếp trước nè các bạn ơi. Cái mình có ngâm nước cốt dừa vô không chị Năm? Thôi khỏi, để sôi rồi mới để vô chị Năm. Cắt sôi mới để vô nếp này nó không rồi gì nè. Thế thì mình ngâm nước cốt dừa nó rút vô nó hột nếp nó bóng nha. Ngâm nước cốt dừa trước nha, chả này nè. Ngâm trước. Chả trộn gì trước. Ngâm vậy nó rút dữ lắm. Bây giờ ngâm. Ngâm vậy thôi vớt lên sôi cũng ngon hả? Cái hồi mình khỏi có chế giả. Nước dảo vô ngâm luôn nè các bạn. Mình sôi về cái ban đêm về mình sôi nè, để sáng mơi mình ăn nó mới kịp. Cái sáng mơi về cái mình mất làm đồ ăn rồi cái không có nó sôi được. Cho nên giờ mình sôi mình để sẵn đó, mình có cái thùng giữ nhiệt á. Cái mình để vô thùng đó rồi sáng cái mình lấy ra ăn. Rồi nó cũng không có nguội nữa, nó cũng còn nóng. Rồi giờ mình đi làm bắp. Mình sát bắp đi hả chị Năm? Rồi giờ mình lãi bắp ra các bạn. Mình lãi bằng dao rồi nè. Em lãi gì nè? Dạ. Đừng ăn đâu. Em cắt gì nè? Còn chị làm sao? Em thấy em cắt gì ạ?
Đó, mình cắt gì nè chị nè. Em cắt chị không á. Giờ mình lấy rồi mình cắt cái gì nè các bạn. Em làm hay quá ha. Này mình làm ăn đêm không? Mình làm thau xôi này nè các bạn. Mình để mơ mình cúng cúng không rồi mình mới ăn. Mình với chị Năm. Chị Năm lấy bắp. Làm chắc cũng tới 8-9 giờ mới gọi hết chị Năm. Thế đó. Ba xôi này mơ cho ăn chắc ngon dữ lắm ạ. Có bắp rồi có đậu xanh nước cốt dừa nó ăn ngon dữ lắm. Thì ít người ta sao xôi nhiều quá thì sao ăn hết ta? Mình cúng mấy mâm á? Uh-huh. À 4 mâm. Mình xôi cho nhiều ha. À mình xôi cho nhiều. Chứ dịch thì đâu có mời ai được. Chị em cũng không có về luôn nữa. Nhà ai nấy ở mà. Vậy thôi mình đây vòng vòng đấy ngửi gì? Ba bốn người. Ừ. Ít quá thì mình làm cũng được. Mình phải ba bốn người mình mới làm mới đủ cúng mới được. Đám thôi các bạn, mình không có mời ai mình cũng phải làm đặng mình cúng. Chứ mình không có làm gì thì cũng không có được. Cho nên mình phải làm mình cúng. Làm lấy lãi ha. Hai người nào cũng giỏi ha. Được giỏi hơn. Ai đâu là bạn, em theo bạn chị, em thấy học hỏi thêm quá chị á. Năm không có bằng. Năm khiêm tốn quá Năm ơi. Năm không bằng. Em sao bạn chị được. Em giỏi. Chị đâu biết làm gì anh. Thúy Hà giỏi lắm. Chị nhìn bàn tay của chị Năm nè, đẹp bàn tay ngồi viết nè. Làm xấu hổ quá. Bàn tay chị Năm đẹp em. Bản thân mình đâu có ai bàn tay ngồi viết vậy. Ở trong thì nó nhỏ bự, mà ngoài thì nhỏ. Cái ngón á, cô nói các bạn không có tay đâu quan trọng. Đẹp chứ. Chị Năm đây chỉ đổ bắp cho trộn lên nè các bạn. Con đều lên nè. Trộn với nước cốt dừa cho nó thấm vô. Hồi nãy giờ rút nước cốt dừa vô hết cho chị Năm. Rút hết rồi nè. Uh-huh. Ừ. Giờ hết nước luôn rồi. Nhưng hồi đấy giờ sôi ngon mình khỏi rưới kia. Ừ. Rưới kia mình xới nó cực nữa. Nước cốt này hồi đó mình thắng lên nè. Thắng lên cái gì. Thắng kẹo kẹo ha. Chị Năm mình xôi tại làm gì? Chị Năm chỉ tộn nếp với đậu xanh với bắp tộn đều lên nè các bạn. Cái nước cốt rút vô hết rồi hả chị Năm? Rút vô hết rồi. Vậy mình xôi hồi khỏe ha. Cái gặp nãy mình xôi lên nó cực hơn. Chị Năm bỏ vô cái nồi xôi chị Năm. Chị có tộn gì nữa vô không? Chọn xíu muối nè. Vậy hả? Bây giờ mình phép cái lỗ ngay trứng giữa đặng cho hơi lên ha. Vậy chừng nào mình mới rước nước cốt vô chị Năm? Cái một hộp nếp nó mềm. Mà này nó rút vô chắc hộp nếp nó màu màu chín này chị Năm. Cái nồi xôi nè các bạn. Bắt lên bếp để xôi. Cái nồi xôi cao nghiệu luôn. Để cái nước đó, hồi rưới lên chị Năm. Ăn giờ ăn xay đậu nành ra để làm sữa đậu nành nè các bạn. Đậu nành con nhâm sáng giờ là 8 tiếng gì đó. Mì bèo hả? Dạ. Chút nữa cái có đậu nành uống này ha. Đậu nành nóng hổi. Uống sữa đậu nành nóng, vừa hổi vừa uống. Rồi giờ Thường An túc ra cái gỗ rồi cái có lượt cái miếng giấy lưới lên nè các bạn. Để mình lượt cái xác lại.
Này mình nấu rồi có để sữa gì vô nữa không Kiều Ngân, hay mình nấu cái này không? Nếu mà ngon nữa để sữa bò. Vậy hả? Ừ. Điện hồi mình có để vô không? À, để gì uống không? Để gì uống cũng được cái gì ha. Dạ. Ừ. Là kẹo hồi mình để nước lên đó ha. Dạ. Mình làm đi làm lại 2-3 lần à. 2-3 lần mới được. Nó mới làm sai cho hết đậu luôn rồi không mới được cái đó. Sai một lần rồi bỏ xác luôn cũng được. Bị mình nhiều đậu à. Dạ. Thôi một lần cô bỏ không biết. Cái đầu hơi ít nước, cái này cho nhiều chút. Cái này thay cũng nhiều nhuyễn nha. Dạ. Được nhiều đậu nành đây các bạn, như nước sữa đậu nành nè, được cả hơn nửa xong. Giờ chị Năm bắt lên bếp nấu. Rồi sôi xong rồi nè các bạn, rồi sôi thiệt ngon luôn á. Ai mà khéo quá trời vậy. Không đâu. Đây đây có cái thùng này sâu quá trời luôn, chắc để chừng ít chứ gì, chừng phần 3 không được nữa. Phần 3. Ăn nấu xong rồi đổ ra cái thùng giữ nhiệt này nè các bạn. Đổ ra gì đặng cho nó nóng, nó không có bị nguội. Giờ múc ra mình giờ múc ra uống. Thử người ly thử đi ngon không? Giờ Từng An múc ra người ly uống. Nãy giờ mình cũng đang trong chờ sữa đậu nành. Nóng hổi vừa thổi vừa ra. Vừa thổi vừa uống. Vừa uống nó lộn. Hình như trong lớp mặt nó nổi lên đây kia mình cũng ly thôi các bạn. Uống với mình nhớ cái tên nó uống ngon á. Ván sữa. Ừ. Cái tên rồi. Đậy lại để giữ nhiệt. Sáng mai uống tiếp. Sữa đậu nành Rừng ăn nấu xong hết trơn rồi nè các bạn. Giờ mình rót ra người ly gì nè. Cái mình uống thử cái sữa đậu nành uống ngon không? Giờ mình mời tất cả các anh chị và các bạn nha. Nóng quá phải uống 10 muỗng. Ngon không chị Năm? Ngon không? Ngon. Bảo uống ngon không Bảo? Ngon. Hơi bị nóng. Uống sữa nóng ha. Nóng quá là nóng. Bữa tối phải làm một ly sữa nóng để ngủ. Nấu xong cái nồi đậu nành với xong cái nồi xôi cũng tới khuya đó các bạn.